Hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật rồi, em chớ giấu hay ngại vẫn chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng ôm ấp hay